Một số vấn đề thường gặp trên xe ô tô khi không được sử dụng thường xuyên và biện pháp khắc phục. Xe yếu khi không được vận hành trong một khoảng thời gian dài, từ 2 tuần trở lên, và bảo quản đúng cách rất có thể sẽ gặp phải một số vấn đề. Dưới đây là một vài lỗi mà xe ô tô thường gặp và cách để xử lý chúng sau thời gian giãn cách nhiều ngày và không sử dụng tới xe. Thứ nhất đó là DBF, bộ trung hòa khí thải không thể loại bỏ hoàn toàn tất cả các hạt bụi than. Nguyên nhân do chỉ lái xe trong khoảng cách ngắn, do việc hạn chế di chuyển và ra đường trong thời gian phong tỏa, nên nhiều chủ xe chỉ lái xe trong khoảng cách ngắn, như đi chợ, đi siêu thị mua thực phẩm. Bộ DBF không thể đốt cháy để loại bỏ hoàn toàn tất cả các hạt bụi than dưới điều kiện lái xe này, và kết quả là có một lượng lớn bụi than tích tụ bên trong nó. Biện pháp khắc phục đó là nếu đèn cảnh báo DBF bật sáng trong quá trình vận hành xe, hãy lái xe theo điều kiện được mô tả trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe. Thứ hai đó là loãng nhất động cơ. Biểu hiện là mức nhất động cơ sẽ tăng vì một lượng nhiên liệu sẽ bị pha trộn với nhất động cơ. Khi lái xe nhiều lần trong điều kiện động cơ lạnh, dễ di chuyển, hoạt động cơ để lâu không được khởi động. Nếu nhất động cơ bị loãng nhiều, hiệu suất bơm trơn của nhất động cơ sẽ giảm. Ngoài ra, đây cũng là nguyên nhân của sự suy giảm chất lượng nhớt khi đậu xe trong thời gian dài. Nếu xe của bạn gặp vấn đề này, hãy mang xe tới cơ sở chăm sóc xe uy tín để thay nhớt mới cho xe. Thứ ba đó là bình ắc quy hết điện. Nếu xe không được sử dụng, xe sẽ tiêu thụ dần dần điện năng từ bình ắc quy. Trong trường hợp xe không hoạt động lâu hơn nữa, có thể sẽ không khởi động được động cơ xe vì điện áp ắc quy thấp. Nhiều chủ xe đã tháo độ âm của ắc quy mục đích không làm tiêu hao năng lượng của bình. Việc làm này cũng tồn tại một số vấn đề. Việc tháo cọc âm bình ắc quy có thể dẫn đến một số vấn đề sau. Thứ nhất, các thông số thiết bị đầu audio sẽ thiết lập lại chế độ mặc định. Thứ hai đó là động cơ chạy không ổn định do thiết lập lại ở chế độ mặc định thông số hộp điều khiển ECU. Bạn nên khởi động động cơ xe thường xuyên nếu có điều kiện, hãy chạy xe vài km trên tuần. Như vậy, ắc quy của xe sẽ luôn duy trì được ở mức điện áp đúng theo tiêu chuẩn. Thứ tư đó là hư hỏng cần gạt nước. Lưỡi gạt nước sẽ bị lao hóa theo thời gian mặc dù nó không được sử dụng. Hơn nữa, chất bẩn, đất cát, côn trùng chết sẽ bám dính trên lưỡi gạt nước khi không được sử dụng trong thời gian dài. Cần gạt nước hoạt động trong điều kiện này, kính chắn gió có thể sẽ bị xước hoặc lưỡi cao su sẽ bị hư hỏng. Biện pháp khắc phục đó là sử dụng vải mềm và dung dịch vệ sinh kính để làm sạch bề mặt kính chắn gió và lưỡi gạt nước. Thay thế lưỡi gạt nước nếu nó hoạt động không êm ái và sạch. Thứ năm đó là nhiên liệu bị biến chất. Nếu xe không được sử dụng trong khoảng thời gian dài, nhiên liệu trong bình sẽ bị biến chất. Việc này có thể gây ra tình trạng khó nổ máy hay dẫn đến động cơ hoạt động không ổn định. Bạn không cần lo lắng bởi vấn đề này có thể ổn định lại sau khi động cơ hoạt động lại một thời gian. Thứ sáu là vết biến dạng trên vỏ xe. Khi xe đậu tại một vị trí trong thời gian dài, vết bẹp biến dạng có thể xuất hiện trên vỏ xe. Tiếng vỗ và rung động có thể xuất hiện khi lái xe. Biện pháp khắc phục đó là nên di chuyển xe vài lần trong tháng nhằm mục đích thay đổi bề mặt tiếp xúc với mặt đường, thường thì có thể lái xe đi một lát. Tuy nhiên, trong một số trường hợp không thể khôi phục lại nếu vỏ xe biến dạng quá nghiêm trọng, vỏ xe có thể hư hỏng kể cả trong trường hợp xe không được sử dụng. Thứ bảy đó là dính phanh, hiệu quả phanh kém. Nếu xe phải đỗ trong thời gian dài, đĩa phanh và má phanh có thể dính vào nhau. Nó có thể là nguyên nhân gây ra việc dính phanh, mòn không đều hay trượt. Rỉ sét trên bề mặt đĩa phanh có thể là nguyên nhân gây ra việc giảm hiệu quả hoạt động phanh sau thời gian dài đỗ xe. Biện pháp khắc phục đó là khi chạy xe lần đầu sau thời gian dài đỗ xe nên chạy ở tốc độ thấp và kiểm tra lực phanh có bình thường hay không. Thứ 8 là vết bẩn do đọng nước có ion và khoáng chất. Khi nước có chứa khoáng chất bám trên bề mặt sơn, sau khi khô nó sẽ tạo ra vết bẩn trên bề mặt sơn. Biện pháp khắc phục đó là đối với xe có phủ bóng thân xe, rửa xe với nước và xà phòng rửa xe, loại không chứa chất làm bóng, sau đó lau khô bằng vải cốt tông sợi nhỏ. Trong trường hợp vệt nước không thể làm sạch, phải tiến hành xử lý khu vực sơn này. Nếu không thể loại bỏ được vết bẩn sau các bước trên, có thể phải phủ bóng lại thân xe. Cuối cùng đó là vệt nước đọng. Mưa axit sẽ ảnh hưởng đến lớp sơn hoặc tẩy lớp phủ bóng của xe, gây ra thô nhám bề mặt sơn hoặc khuyết tròn trên bề mặt sơn sau khi giọt mưa axit khô đi. Biện pháp khắc phục đó là để xóa bỏ vết nước mưa này, cần đánh bóng lớp sơn bề mặt. Trong trường hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì sẽ phải cần sơn lại. Trên đây là một vài vấn đề có thể gặp phải trên xe ô tô khi lâu không sử dụng và biện pháp sửa chữa nhanh tại nhà. Trong trường hợp xe yêu gặp lỗi mà đã áp dụng các cách trên nhưng vấn đề vẫn không được khắc phục thì chúng ta hãy đưa xe ra trung tâm sửa chữa để kiểm tra nhé. Ngoài ra, khi vận hành lại xe sau một thời gian dài không hoặc rất ít khi sử dụng, chúng ta hãy nên kiểm tra tổng quát để đảm bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra với xe. Hy vọng video sẽ hữu ích với bạn. Và đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dibro để theo dõi những video review xe, hướng dẫn chăm sóc xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.